Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và Samsung cuối năm nay thông tin đã chính thức rồi đấy, không có Samsung Galaxy Note mới. Thế thì nếu như các bạn không thích điện thoại màn hình gập như Z Flip 3, Z Fold 3, các bạn vẫn thích một cái điện thoại theo kiểu truyền thống, theo cái kiểu dạng thanh bình thường để phục vụ những cái tác vụ cơ bản hàng ngày của các bạn một cách gọi là tiện dụng nhất, cũng gọi là kiểu thực dụng nhất đấy. Đây là chiếc điện thoại kiểu dạng đó tốt nhất các bạn có thể mua được tại thị trường ở thời điểm hiện tại. Và thực tế ra mà nói thì mình cũng khá là khuyến khích các bạn mua cái điện thoại này. Bởi vì dẫu sao với tất cả những công nghệ gọi là xịn nhất ở dạng phổ thông của Samsung tích hợp trên một con điện thoại mà mức giá của nó chỉ vào khoảng 20 triệu rưỡi. Các bạn không nghe nhầm đâu. Trước đây với 20 triệu rưỡi các bạn chỉ có thể mua được Galaxy S21 Plus, nhưng đây là mức giá tại Hoàng Hà Mobile đang bán cho con S21 Ultra này. Đó. Thế thì nhìn lại một chút xíu và chúng ta sẽ bàn luận một chút để xem nếu như mua con điện thoại này ở cuối năm nay thì có vấn đề gì hay là không. Bắt đầu nhá. Đương nhiên về cái mặt gọi là vấn đề gì hay là không thì chắc chắn chẳng có vấn đề gì cả. Ví dụ như chúng ta có Galaxy Note mới thì nhiều bạn cũng sẽ còn đắn đo suy nghĩ là Galaxy S và Galaxy Note. Galaxy Note nó sẽ hơn ở thiết kế vuông vức này, nó sẽ hơn ở bút S Pen này, có thể nó sẽ hơn một vài tính năng gì đó mới, hoặc là cái sự ổn định mà Samsung tối ưu thì nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm tốt hơn. Nhưng năm trước thì bao giờ cũng sẽ như vậy. Các bạn có thể nhìn vào S10 xong sang đến Note 10, rồi các bạn nhìn vào S20 Ultra, rồi nhìn sang Note 20 Ultra. Bao giờ Note dùng nó cũng sẽ sướng hơn, cho dù cái thông số phần cứng có thể nó là cũng tương đương nhau, không khác gì quá nhiều. Galaxy Note mới không ra mắt, và kể cả ra mắt thì những cái thông số phần cứng về phía bên trong thì nó cũng tương tự như con S21 Ultra như thế này. Quan trọng là cái bút nó tích hợp ở phía bên trong thôi, nên các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm mới hơn thôi. Nhưng mà S21 Ultra cũng vẫn hỗ trợ bút S Pen mà các bạn. Nếu như các bạn muốn dùng S Pen, các bạn có thể mua những cái case bên ngoài của Samsung bán kèm ấy, hơi to, hơi thô một tí, cũng đặt cái bút ở bên ngoài và cái bút cũng hơi to một tí. Nhưng mà nói chung là to thì cầm nó sướng. Cái đấy phụ thuộc vào nhu cầu của từng người khác nhau thôi. Nói cho dễ hiểu thì nếu như các bạn muốn có bút S Pen thì các bạn vẫn có thể trải nghiệm được trên con S21 Ultra này. Tuy rằng là cái trải nghiệm nó sẽ không thực sự được sướng bằng dòng Note, nhưng dẫu sao nó vẫn có, nên không vấn đề gì quá nhiều với con điện thoại này. Ok, và mình tin là cũng có nhiều người thích Note chỉ bởi vì nó là Note và nó vì cái thiết kế vuông vức thôi. Chứ cũng có rất nhiều người có khi cả năm trời dùng Note có khi chưa sờ đến cái cây bút tổng chục lần đấy chứ. Mình thấy rất nhiều người như vậy. Với các bạn thì sao? Ok, vấn đề đó mình không bàn đến nữa. Những cái vấn đề khác xoay quanh gắn vào cái mức giá bao nhiêu, có 20 triệu rưỡi này, thì mình thấy là nó vô đối này. Đây có thể các bạn nhìn thấy mặt trước này. Các bạn còn nhớ cái video mình so sánh giữa con S21 Ultra này với cả con 5 3 Pro và iPhone 12 Pro Max. Và đặc biệt là S21 Ultra so sánh với iPhone 12 Pro Max và Sony Xperia 1 Mark 3. Và trong bài test nào thì mặt trước của con S21 Ultra này vẫn đánh bật tất cả những sản phẩm khác. Trời ơi, mỏng này, sexy này. Nhìn cái góc quay như này, cái quả viền hai bên các bạn nhìn có cảm giác như kiểu không có không? Ui, đỉnh vãi. Đấy, Samsung làm những cái thiết kế như này có thể nói rằng họ đạt đến cái mức độ quá phê rồi. Đây, nhìn cái góc như thế này các bạn có thể thấy là viền bên dưới này nó dày hơn một chút so sánh với viền ba cạnh còn lại. Nhưng cái viền dưới này thậm chí nó vẫn còn mỏng hơn cả ba cái cạnh của iPhone cơ các bạn. Sony thì thôi khỏi nói đi. Nên là nói chung á, xét về cái thiết kế, xét về cái trải nghiệm sử dụng và xét về cái độ hút ánh nhìn á, thì Samsung làm những điều này lúc nào cũng quá tốt rồi. Màn hình thì vẫn thuộc dạng là đẹp top 1, đẹp về cả vấn đề thông số lý thuyết, đẹp về cả trải nghiệm sử dụng thực tế, đẹp về cả độ sáng khi các bạn sử dụng ngoài trời, hay là boost những cái nội dung HDR lên thì nhìn lúc nào nó cũng cực kỳ chướng mắt. Nói chung thì màn hình chóp 1 đấy. Có chăng hơi tiếc là không có độ phân giải 4K như của Sony thôi, nhưng mà cái đấy thì chắc là nhiều người không quá cần thiết trên một cái điện thoại. Ok, camera của con điện thoại này thì nó lại mang cái hơi hướng nó thực dụng theo cái kiểu đấy là zoom từ nhà ra phố và có rất nhiều khoảng zoom khác nhau. Ví dụ như nó có camera tele zoom 3X, có luôn camera tele zoom 10X. Về kể cả những cái camera này thì chất lượng thu lại về vấn đề chi tiết, màu sắc nó đều thực sự rất là ngon. Và nếu như các bạn có nhu cầu phải đi chụp hình xa, zoom xa lại những cái này cái kia, chụp từ xa các thứ, thì con này là cái con có thể nói là hiếm hoi ở thời điểm hiện tại, ra mắt mới nhá, ở trong năm nay này. Còn hỗ trợ rất tốt những cái trải nghiệm liên quan đến zoom đó. Thực tế ra mà nói thì những cái trải nghiệm này thì Huawei đã có từ cách đây 1 năm với con P40 Pro Plus rồi.
Nhưng mà không thể phủ nhận được một điều là bây giờ Samsung là cái con duy nhất ở năm nay còn đi theo cái xu hướng zoom 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 và zoom như thế này. Oppo bỏ rồi, rất nhiều hãng cũng bắt đầu bỏ dần rồi. Thế nên là cái này thì nó phụ thuộc vào gu của từng người khác nhau. Cái mà mình thích trên cái camera của Samsung đó, đó là cái màu sắc nó đưa lại, đặc biệt là cái camera góc siêu rộng mang lại cái màu sắc cực kỳ ấn tượng, cực kỳ tốt, cũng như là cái tốc độ chụp thì những cái điện thoại của Samsung như này lúc nào cũng rất là ngon rồi, mình không phải nhắc lại quá nhiều. Camera selfie cũng có luôn cả autofocus nên là độ chi tiết và độ nét thì khỏi phải bàn. Và camera của Samsung thì lúc nào cũng được đầu tư rất là nhiều và trải nghiệm chụp hình thì lúc nào cũng rất ngon, nên là nó cũng không phải là vấn đề các bạn phải suy nghĩ quá nhiều. Pin 5000 mAh sạc nhanh 25W, đầy đủ những công nghệ ăn chơi, ví dụ như là vân tay nhúng bên trong màn hình, cái này là dạng siêu âm nên tay của các bạn có hơi ướt một chút xíu vẫn nhận một cách bình thường. Cái này là một cái mình đặc biệt thích luôn. Rồi loa stereo ngon, rồi sạc không dây có, rồi sạc nhanh không dây có, sạc ngược không dây cũng có luôn, tiêu chuẩn mà, flagship mà, không thiếu bất cứ một cái gì cả. Có chăng, này là mình dùng từ có chăng nhá, cái vấn đề lớn nhất của con S21 Ultra này nó đến từ con Exynos 2100. Thực tế thì Exynos 2100 đã ngon hơn so sánh với tất cả những con Exynos đời trước về mặt hiệu năng, về mặt trải nghiệm sử dụng, về mặt tốc độ, về mặt tối ưu phần mềm, về mặt tối ưu phần cứng các thứ ấy, thì nó đều rất nhanh, rất mượt với những cái tác vụ bình thường các bạn sử dụng hàng ngày. Kể cả các bạn có chơi những cái tựa game mà nó được tối ưu tốt một chút xíu, ví dụ như các bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến chẳng hạn, thì mình vẫn có thể khẳng định là nó vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu đó. Nhưng nó sẽ gặp một vài những vấn đề, ví dụ như các bạn sử dụng chơi game liên tục, nó sẽ bị nóng lên rất là nhanh. Và cái hiện tượng drop FPS là vẫn có, thậm chí nó drop FPS trong những cái tựa game vốn tưởng chừng như nó quá quen thuộc, như kiểu là PUBG, thậm chí chơi Liên Quân Mobile sẽ vẫn có những trường nó bị drop FPS bởi vì nó bị nóng lên quá nhanh của CPU. Và nóng lên thì phải giảm xung thì sẽ có thể xảy ra hiện tượng sụt. Có thể nó không nhiều nhưng vẫn sẽ có. Đấy. Hay cũng bởi vì con camera 108 chấm này nó mang lại cái lượng data quá nhiều, thế nên cái máy của chúng ta phải xử lý cái lượng data từ con camera 108 chấm này, nói chung là cũng hơi căng. Thế nên là nếu như các bạn mà sử dụng cái S21 Ultra này mà chụp hình, chụp hình trong một khoảng thời gian dài, chụp nhiều, chụp liên tục các thứ, thì đôi khi các bạn sẽ vẫn gặp cái hiện tượng đấy là bấm chụp mà nó bị delay, bị trượt, hoặc nó bị nóng quá khiến cho tay của các bạn cực kỳ khó chịu trong quá trình chúng ta sử dụng những cái thứ liên quan đến cái camera. Video call, chụp hình, quay video, các thứ. Đấy mình còn chưa kể cái vụ quay 8K đâu, cái máy này nóng như cái lò luôn. Và khi nóng lên như thế thì Android mà, lạc lạc, delay. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn đánh giá khoảng 20 triệu rưỡi cho con S21 Ultra này và đang bán tại Hoàng Mobile ấy. Thì đây là cái mức giá có thể nói không thể nào tuyệt vời được hơn. Rõ ràng với tất cả những thứ mà nó mang lại, từ thiết kế nhá, từ màn hình nhá, rồi từ trải nghiệm sử dụng với phần mềm One UI tốt như thế nào nhá, hỗ trợ công việc ngon như thế nào nhá, game của gọi đỉnh như thế nào nhá, rồi là thời lượng pin, rồi những cái tiêu chuẩn cao cấp, vân tay trong màn hình, loa stereo, các thứ, thì nó vẫn là cái điện thoại khiến cho mình tin tưởng để sử dụng làm máy chính phục vụ cho những cái công việc hàng ngày của bản thân mình, nghe gọi các thứ, rồi lắp hai sim cho công việc ở đây đều ok hết. Nhưng chúng ta vẫn phải nhìn vào cái vấn đề điểm yếu của nó là Exynos 2100, là cái nhiệt độ của nó, là cái sự delay và lag của nó khi máy nó bị nóng lên. Vậy thì các bạn có chấp nhận hay là không? Comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.